Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 100 đội fashion trên kênh truyền hình VITV. Phong cách thời trang tribal sẽ là câu chuyện thời trang mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, kính mời quý vị cùng điểm lại một số thông tin thời trang trong nước và quốc tế. Những ngày qua, công chúng yêu thời trang tại Hà Nội đã được đắm mình trong bản nhạc lãng mạn của mùa thu hay khúc ca của mùa đông qua 1.000 mẫu thiết kế mới nhất trình diễn tại tuần lễ thời trang thu đông năm 2016 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2, cùng thời điểm diễn ra các tuần lễ thời trang danh tiếng trên thế giới. Tại đây, lần đầu tiên giới mộ điệu được chiêm ngưỡng các thiết kế của những sinh viên trường thời trang Koran đến từ Nhật Bản. Và đây cũng là lần đầu tiên tuần lễ thời trang Việt Nam có sự tham gia của những sinh viên mới tốt nghiệp của Học viện Thời trang London, Hà Nội. Tham gia tuần lễ thời trang mùa này có 6 sinh viên của Học viện Thời trang London với những bộ sưu tập ấn tượng, từ sự nở rộ của những đóa hoa trong cảm hứng thiên nhiên đến phong cách bộ lạc hay cảm hứng về sự ngắt cấu trúc. Các bộ sưu tập trẻ đã mang đến cho người xem ấn tượng tốt đẹp và niềm tin vào sự phát triển của ngành thời trang. Đây là cơ hội để những nhà thiết kế trẻ được thể hiện tài năng với công chúng, cũng là dịp để họ được cọ sát và học hỏi thêm nhiều từ thế hệ các nhà thiết kế đi trước. Tất cả những cái năng lượng trẻ mà đại diện là những nhà thiết kế trẻ có mặt trong tuần lễ thời trang thu đông lần này, đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và với tư cách là một nhà tổ chức, tôi nghĩ rằng là tôi cần phải hỗ trợ nhiều hơn cho những cái năng lượng này đừng có đột nhiên biến mất bởi những cái sự khó khăn hàng ngày mà các bạn gặp phải. Những giá trị truyền thống vẫn được phát huy một cách tối đa trong những bộ sưu tập. Đó là điều mà một người nhiều kinh nghiệm trong ngành thiết kế thời trang, tôi cảm thấy rất mừng và thực sự tôi cảm thấy tự hào khi mà những nhà thiết kế trẻ đã biết vận dụng những cái giá trị cốt lõi, những giá trị bền vững vào trong bộ sưu tập của mình. Với sự xuất hiện ấn tượng trong tuần lễ thời trang mùa này, công chúng thấy được nguồn năng lượng mạnh mẽ của đội ngũ nhà thiết kế trẻ để đóng góp vào sự phát triển chung của ngành thời trang nước nhà. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân thành phố mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường nhằm làm nổi bật nét đẹp và giá trị sử dụng của áo dài. Đây là hoạt động nằm trong lễ hội áo dài được tổ chức lần thứ 3 từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động chủ đề lịch sử áo dài, bao gồm nói chuyện chuyên đề về áo dài, trình bày nghiên cứu về lịch sử hình thành và biến đổi của áo dài Việt Nam, về giá trị sử dụng của áo dài, các nét văn hóa liên quan đến áo dài, trao đổi thảo luận về áo dài. Lễ hội còn có các hoạt động mua sắm dành cho du khách thông qua hình thức vận động các nhà may, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại giảm giá may áo dài cho du khách, may áo dài lấy ngay trong thời gian lễ hội, giảm giá bán vải áo dài, các phụ kiện và trang sức đi cùng với áo dài. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 3 đang đến rất gần và các nhà thiết kế Việt Nam cũng mong muốn dành tặng phái đẹp những đóa hoa tươi đẹp, nhưng điều đặc biệt đó là những bông hoa trên tà áo dài truyền thống. Ngọc Hân muốn là kể lại một cái câu chuyện về loài hoa phù dung nhưng bằng một cái sắc màu vui tươi, bằng những cái màu sắc rất là hiện đại và những cái đường kẻ, đường cắt để tạo nên một sự hiện đại trong một cái tà áo dài mới. Mỗi một nhà thiết kế thì đều chọn một loài hoa, nó như những bó hoa để tặng cho những người phụ nữ Việt Nam nói riêng và những người phụ nữ thế giới nói chung. Cái loài hoa Tigon là loài hoa tôi chọn, thì với những cái ý tưởng lấy từ màu sắc, lấy từ những cái chuyển màu cũng như cái hình ảnh của nó, tôi đã đưa vào trong trang phục, chủ yếu là mang tính ứng dụng và làm tôn lên cái vẻ đẹp. Cái bộ sưu tập này thì tôi sử dụng những cái bức tranh vẽ màu nước về hoa thủy tiên. Cái loài hoa này là một loài hoa gắn bó rất là sâu sắc với người phụ nữ Hà Nội, về Tết Hà Nội. Một cái loài hoa biểu trưng cho sự trong sáng, tinh khiết, thanh cao của người phụ nữ Hà Nội. Thủy tiên, tigon, phù dung là những loài hoa quen thuộc với người Việt. Ngoài ra, mẫu đơn, lily, cát tường, hoa hồng hay huệ trắng cũng được các nhà thiết kế lựa chọn để thể hiện trên tà áo dài như sự tương kính dành cho phụ nữ.
Mỗi loài hoa là một câu chuyện, mỗi bộ sưu tập là một món quà ý nghĩa được sáng tạo nên bởi tâm huyết và sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng nét vẽ, đường kim mũi chỉ của nhà thiết kế. Với mỗi một cái mẫu thiết kế là một câu chuyện, và trong đó những cái câu chuyện đó nó tạo nên những cái hình ảnh về cái sự nữ tính, sự mềm mại cũng như là cái sự sang trọng của cái loài hoa trong mỗi cái cung bậc của nó. Tại không gian thiêng liêng của Văn Miếu Quốc Tử Giám, 18 bộ sưu tập của 18 nhà thiết kế với 18 loài hoa khác nhau sẽ được trình diễn trong lễ hội áo dài mang chủ đề Áo dài của chúng ta diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, không chỉ tôn vinh tà áo dài truyền thống, không chỉ là món quà đặc biệt của các nhà thiết kế nhân ngày quốc tế phụ nữ, mà hơn cả là mong muốn chiếc áo dài ngày càng đi vào cuộc sống thường nhật. Milan bắt đầu 6 ngày của tuần lễ thời trang vào ngày 24 tháng 2, trong đó các thương hiệu thời trang Ý là Fay và Gucci đã mở màn cho tuần lễ với những bộ sưu tập Women's Wear trong mùa thu tới. Nguồn cảm hứng cho thu đông 2016-2017 của Fay chính là người phụ nữ California, người phụ nữ phóng khoáng của miền Tây nước Mỹ. Chính vì thế, tua rua, da lộn, len là những chất liệu cũng như textile chủ đạo của Fay với những thiết kế như áo jacket, áo khoác mang phong cách quân đội, áo sơ mi thêu, váy xếp nếp, những đôi bốt cao bồi cũng là một trong những xu hướng mà nhà mốt lăng xê trong lần ra mắt này. Thương hiệu sang trọng Ý nổi tiếng với giày da và túi xách, Gucci đã trình diễn một bộ sưu tập đầy màu sắc sống động, được nhà thiết kế Alessandro Michel lấy tên là Rhizomatic Core. Nhà thiết kế đã sử dụng lụa Trung Quốc, kết hợp những kỹ thuật in mang nhiều họa tiết lạ mắt. Bên cạnh đó, bộ sưu tập nổi bật với hình thêu rắn nhiều kiểu dáng. Tuần thời trang Milan kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2016. Ngày 23 tháng 2, tượng xác của Kendall Jenner và cô bạn thân Cara Delevingne đã được ra mắt tại bảo tàng Madame Tussauds ở London. Tượng xác Cara Delevingne và Kendall Jenner được Madame Tussauds đặt trong khung cảnh ngổn ngang của áo quần hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền và tấm gương lớn phát quang đằng sau sân khấu. Có một chút e ngại lúc đầu, trông tôi hơi đáng sợ, nhưng tôi nghĩ đó là một vinh dự, tôi đang dần làm quen với nó và bây giờ tôi cảm thấy thực sự rất tuyệt vời. Nhà điêu khắc Jim Campton tiết lộ, ông phải vận động những 20 thợ thủ công trong vòng 4 tháng liền để tạc tượng của mỗi người mẫu. Riêng tượng của Cara đòi hỏi phải chính xác từ 18 hình xăm cho đến cặp chân mày rậm, giày rất đặc trưng của cô. Cặp mày này phải mất một tuần để hoàn thành. Với tượng của Kendall Jenner, ông cho biết các người mẫu thường chú trọng đến tư thế posing của mình khi đứng. Thế nhưng, để tạc được tượng ngồi, bức tượng phải toát lên được sự mềm mại và thoải mái. Đó là điều mà Jim Campton cùng các nghệ nhân của ông đều cố gắng hướng tới. Travel style hay còn được biết đến dưới cái tên ethnic style là phong cách thời trang lấy cảm hứng từ chất liệu vải hoặc cói, họa tiết in đậm, khối lớn, thường mang tông màu nóng rất đặc trưng của thổ dân những bộ tộc Bắc Mỹ và Châu Phi. Phong cách thời trang này gợi cảm giác vui nhộn và thoải mái với rất nhiều trang sức, đủ màu sắc hoặc tua rua hay đính đá lấp lánh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phong cách thời trang độc đáo này trong Fashion Story ngay sau đây. Cảm hứng thời trang bộ lạc từ những trang phục của thổ dân châu Phi đã đem đến luồng gió mới cho làng thời trang. Chúng được thể hiện sinh động qua các chi tiết hoa văn, đường nét thiết kế và chất liệu, sự hiện diện của chất liệu da rắn, lục vũ và kim loại, cũng như những tông màu trầm và tối, tái hiện sinh động bức tranh về văn hóa bộ lạc nhiều màu sắc. Nếu như Fendi theo đuổi trường phái ấn tượng với những khối hình học mang màu sắc của vùng đất Tây Phi, thì Gucci và Tom Ford lại khai thác dấu ấn từ rừng nhiệt đới thông qua hình ảnh thảm thực vật và họa tiết gia thú ấn tượng. Cảm hứng bộ lạc còn được thể hiện trong từng đường may và cách thức pha trộn màu sắc mang đến hiệu quả thị giác tuyệt vời. Valentino phác họa hình ảnh thiếu nữ bộ lạc Paruma qua mẫu váy ngắn mini skirt nhiều màu sắc. Bộ đôi Humberto Leon và Carol Lim của Kenzo mang tới thiết kế với họa tiết có màu xanh lá của rong biển và xanh dương của nước biển trên nền chất liệu trắng, làm nên một tổng thể hết sức hài hòa.
chất liệu phong phú với cách xử lý bề mặt vải đa dạng cũng là một điểm nhấn của khuynh hướng này. Nhà mốt Chanel sử dụng cách mài mòn và làm sơn vải tweed. Ứng dụng công nghệ cao, Christopher Bailey tạo ra hoa văn bằng tia laser chuẩn xác và lựa chọn sự đối lập để làm nổi bật cảm hứng trong bộ lạc thiết kế của Burberry. Còn Louis Vuitton thì tạo ấn tượng cho thiết kế màu đen của mình bằng cách nhấn nhá những chi tiết phản quang, điểm xuyết với các phần đính lông đạt hiệu, kết hợp với chiếc mũ của nhà thiết kế Stephen John mang đến những nét đặc trưng của văn hóa bộ lạc giàu bản sắc. Tại Việt Nam, phong cách này cũng được nhiều nhà thiết kế yêu thích, có thể kể đến như nhà thiết kế Minh Hạnh, nhà thiết kế Thủy Nguyễn hay Kelly Bùi. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi 100 Nội Fashion để lắng nghe một số nhà thiết kế chia sẻ nhận định của họ về phong cách thời trang này. Cái xu hướng mà sử dụng các cái chất liệu cũng như là các cái họa tiết truyền thống, cụ thể là của các cái dân tộc thiểu số ấy, thì là một trong những cái xu hướng chủ đạo chung của thời trang quốc tế. Tuy nhiên thì các bạn thiết kế trẻ ở Việt Nam thì tiếp cận với nó, theo tôi thì các bạn rất hào hứng để đi theo cái hướng đi này, cũng như là tiếp cận cái xu hướng này, cũng như phát triển nó. Thế nhưng mà cái cách các bạn làm, tôi rất là hy vọng thì các bạn có thể khai thác nó ở yếu tố kỹ thuật, và làm sao thì vừa kết hợp với truyền thống mà vẫn phải phản ảnh được cái thiết kế có tính đương đại để phục vụ một đời sống. Riêng cá nhân em thì em đã sử dụng những cái nét văn hóa truyền thống nó khá là lâu rồi. Thì em chỉ nhớ có một điểm là khi mà em sử dụng nó thì cái thời điểm đó thì mọi người đang chưa có đón nhận nhiều. Có nghĩa là họ cũng yêu thích nhưng mà nó chưa được truyền bá rộng rãi, nó chưa có những cái sức sống riêng và nó gần gũi hơn với mọi người. Thì em thấy ở cái thời điểm hiện tại thì em đang thấy cái sức sống của nó mãnh liệt hơn. Khi mà các bạn trẻ bên cạnh cái sự năng động, nhiệt huyết thì các bạn trẻ vẫn quay về những cái nguồn gốc văn hóa và những cái tư duy và để phát triển nó và đến gần hơn với bạn bè thế giới. Đối với những nhà thiết kế trẻ, phong cách này có thể là một trải nghiệm khó khăn, phải có nhiều nghiên cứu về văn hóa, am hiểu nhiều kỹ thuật để lồng ghép, nhấn nhá họa tiết dân tộc vào những thiết kế đương đại. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc là mốt Việt Nam thiếu vắng những mẫu thiết kế theo phong cách tribal. Bộ sưu tập Wandering Nomad của nhà thiết kế Phạm Thanh Huyền lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân tộc, lễ hội, phong cách và họa tiết của Tây Tạng đã ra mắt dưới mọi điệu trong thời gian gần đây, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thời trang. Đây là bộ sưu tập dành cho nữ, theo phong cách streetwear hiện đại, với các tông màu tự nhiên như màu cát, nâu đất, đỏ đậm, ánh đồng trên chất liệu dạ, lông, lụa, thể hiện rõ tinh thần của bộ sưu tập là hướng về thiên nhiên, về những giá trị nghệ thuật truyền thống, kết hợp với kiểu dáng hiện đại, phá cách như oversize, tay kimono, kiểu dáng phi cấu trúc đầy sáng tạo. Đã lựa chọn cái form dáng oversize cho toàn bộ các cái thiết kế bởi vì mình cảm thấy đây là cái form dáng rất là mạnh và rất là khỏe để thể hiện được cái cá tính phóng khoáng, cũng như là để thể hiện cái chất nó rất là tự do, nó rất là feel của người Tây Tạng. Các họa tiết ở đây mọi người có thể nhìn thấy là được làm hoàn toàn thủ công bằng tay. Ở đây mình áp dụng kỹ thuật đấy là thêu tay hoàn toàn, sau đó thì đính các cái hạt đồng ở bên trên bề mặt để tạo cái khối nổi 3D, đồng thời là các cái phụ kiện vật liệu đi kèm, đấy là mình đã tạo họa tiết bằng tay, bằng len trên cái chất liệu dạ, bởi vì là đối với phong cách du mục thì chúng ta không thể chọn các cái chất liệu nó quá là nhân tạo được mà phải chất liệu hoàn toàn tự nhiên. Vì thế chất liệu dạ 100% cotton thì rất là phù hợp với phong cách này. Nó thể hiện cái sự mạnh mẽ cũng như là cái sự đơn giản, thô mộc nhưng mà cũng rất là tinh tế. Cái phần fringing này chính là các cái sợi vải mình tách ra từ một cái mảnh vải nguyên để lấy sợi thôi, để tạo ra các cái tua rua ở dưới gấu áo. Còn đây là các cái phụ liệu. Các phụ liệu này thì mình cũng sưu tập ở các cái vùng hoa văn như Tây Tạng, với các cái đồi làm trang sức của người Tây Tạng, nhưng mà mình đã áp dụng các cái phụ liệu này thành ra một phần để tạo nên họa tiết trong toàn bộ tổng thể của cái áo. Ngoài
Tiếp theo thì đối với các bộ sưu tập mà tốt nghiệp thì các cái phụ kiện đi kèm như là trang sức hay là như là giày dép thì mình cũng đều thực hiện, mình tự làm các cái sản phẩm này, bởi vì là để cho nó match được với quần áo thì các cái sản phẩm phụ kiện cũng quan trọng không kém. Đây là sản phẩm giày mà mình đã tự làm tay, đính toàn bộ các cái hạt cũng như là tạo toàn bộ các cái họa tiết này cũng dựa trên cái phong cách của người Tây Tạng. Họ thường sử dụng các cái giày rất là đẹp, giày thêu tay trong các cái mùa lễ hội, và họ hoàn toàn áp dụng các cái màu sắc rất là tươi, rất là mạnh mẽ để thể hiện được cái sự vui tươi cũng như là phóng khoáng trong cái mùa lễ hội. Đối với tôi thì bộ sưu tập du mục của chị Huyền rất là tỉ mỉ, kỳ công. Thấy bộ sưu tập rất đẹp, thú vị. Tôi thích cách mà nhà thiết kế hòa trộn màu sắc và họa tiết dân tộc. Bộ sưu tập hướng đến đối tượng khách hàng nữ, thành đạt, cá tính, yêu thích sự độc đáo, khác biệt, muốn thể hiện được phong cách cá nhân, hướng tới sự tự do phóng khoáng. Để có được những mẫu thiết kế này, Thanh Huyền cũng đã gặp không ít những khó khăn, nhất là trong khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu. Khi được hỏi về ý định tạo ra một bộ sưu tập tribal với những họa tiết của dân tộc Việt Nam, nhà thiết kế trẻ tỏ ra háo hức với những dự định sắp tới của mình. Ở Việt Nam thì như mình đã đề cập ngay từ ban đầu là có 54 dân tộc, thì chúng ta có cái nguồn là gọi là cái nguồn tài nguyên rất là dồi dào cho các nhà thiết kế tìm cảm hứng. Ví dụ như là ở trên vùng Tây Bắc, vùng núi phía Bắc thì chúng ta có rất là nhiều dân tộc, ví dụ Mông, Dao, đặc biệt là dân tộc Dao đỏ, làm cái dân tộc mà có các cái họa tiết rất là đẹp và các cái màu sắc của họ cũng rất là đặc biệt. Thời gian sắp tới thì có thể là các cái bộ sưu tập sắp tới của mình hướng tới là thứ nhất là dân tộc Dao đỏ, bởi vì là mình rất thích cái cách mà họ dệt thủ công cũng như là họ tạo họa tiết hoàn toàn bằng tay thủ công, hoặc là một cái họa tiết khác ví dụ như là vẽ bằng sáp ong, nó gọi là batik. Thì đây là một cái họa tiết mà họ dùng sáp ong để họ tạo nên các cái họa tiết trên cái chất liệu là vải lanh nhuộm hoàn toàn là bằng các cái lá cây tự nhiên. Nó rất là an toàn và nó cũng lưu giữ màu rất là lâu và không độc hại. Chúc cho những dự định của nhà thiết kế trẻ sớm trở thành hiện thực, không chỉ dành cho những người yêu thời trang mà còn cho những người đam mê văn hóa Việt. Cách đơn giản nhất để diện tribal style chính là mix áo chân váy với trang phục trơn. Nếu bạn chọn váy maxi thổ cẩm, hãy kết hợp với tank top hoặc t-shirt màu cơ bản để tránh rối mắt và ngược lại. Ngoài các phương án an toàn như màu đen, trắng, bạn cũng có thể giúp mình nổi bật hơn bằng cách chọn một chiếc áo cùng tông với họa tiết trên thân váy. Các cô nàng hãy để ý xem màu nào chiếm diện tích ít hơn trên chiếc váy liền mang họa tiết tribal của mình và khéo léo chọn một chiếc túi hay băng đô nhỏ xinh với tông màu đó. Thế là bạn đã có một bộ trang phục thật tông sử tông mà lại không bị rối mắt. Kết hợp cùng giày trơn đơn giản, một đôi giày chính xác cho kiểu họa tiết này là kiểu dáng đơn giản, màu đen, trắng. Giày cùng tông với váy cũng là lựa chọn thông minh để vừa nổi bật vừa an toàn. Với một chiếc áo khoác trơn, bộ cánh của bạn sẽ style hơn đáng kể. Cũng với công thức màu tối giản như trên, bạn có thể sắm một chiếc blazer trơn để kết hợp với họa tiết tribal. Cặp đôi áo khoác team in họa tiết tribal cũng là một gợi ý hiệu quả. Hy vọng với những gợi ý vừa rồi, người yêu thích sự phóng khoáng của phong cách tribal đã có thêm gợi ý hay trong việc mix đồ. Chương trình 100 Fashion tuần này đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web www.vitv.vn hoặc góp ý cho chúng tôi qua fanpage của kênh truyền hình VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại!